Hiện tại thì em Ân đang có mặt tại trên tầng 3 của căn nhà mà hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị ha. Thì căn nhà này là có cái view nè quý anh chị, đối diện mình sẽ là khu đô thị Mỹ Gia gói 8 The Capella nè quý anh chị ha. Là một dãy nhà phố thương mại. Đó, thì đường này sẽ là đường 18m. Đó, có lộ giới rộng tới 18m luôn. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà là mình có thể ở và cũng có thể kinh doanh được hoặc là mở văn phòng công ty. Như mấy cái bên kia sẽ rất có nhiều các văn phòng công ty rồi quý anh chị. Trục đường thông thì sẽ thông từ đường đại lộ Võ Nguyên Giáp đi vào trong khu đô thị Mỹ Gia gói 8, gói 7 cũng như là đi vào trong khu đô thị Mỹ Gia gói 6 luôn. Đó, thì căn nhà hôm nay là một căn nhà mới xây hoàn toàn, xây chỉ hơn 2 tháng thôi. Đó, và anh chủ cũng đang cần nhượng lại bởi vì anh đang xây một căn biệt thự bên khu đô thị Mỹ Gia Vĩnh Thái gói 2 thành phố Nha Trang. Đó, thì anh cần nhượng lại căn này là 5 tỷ 9. Đó, và đường 18 mét rất là rộng luôn, hướng là hướng Tây lệch Bắc. Đó, thì căn này sẽ có cái ưu điểm và nhược điểm gì? Thì em sẽ quay tổng quan từ bên dưới đi vô trong nhà cho quý vị cùng tham khảo căn nhà này nha. Em Ân xin chào cả nhà mình nha. Hiện tại thì em Ân đang có mặt tại trục đường số 16 rộng 18m, trực thuộc khu đô thị Mỹ Gia thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Thì khu đô thị Mỹ Gia là một khu đô thị có quy mô diện tích lớn bậc nhất thành phố Nha Trang, có tổng diện tích lên tới 162 hectare quý anh chị ha. Thì nó có chia làm 8 gói. Đó, thì gói 1, gói 2, gói 3, gói 4, gói 5, gói 6, gói 7, gói 8. Thì vị trí em đứng đây là thuộc địa phận của gói 7 Mỹ Gia nha quý anh chị. Chủ đầu tư là An Khánh. Và vị trí này là thuộc đường số 16, sẽ là đục trục đường thông. Từ đầu đường là đường đại lộ Võ Nguyên Giáp đó, đi vào trong khu đô thị Mỹ Gia gói 8 cũng như là đi vào trong khu đô thị Mỹ Gia gói 6 luôn. Và liền kề với mình sẽ là Mỹ Gia gói 8 đó, hay còn gọi là The Capella nha quý anh chị ha. Khu đô thị khép kín, xây nhà thô, xong bán nè. Vị trí mình thì thuộc Mỹ Gia gói 7. Đường này đường thông vô trong kia luôn, nó sẽ giao rất là nhiều các tuyến đường khác. Đó, vị trí này tương lai có thể là mình có thể kinh doanh buôn bán được trên trục đường này. Đó quý anh chị ha. Đó, và vị trí này thì cách biển trung tâm Trần Phú Nha Trang ngay chỗ quảng trường là khoảng 4 km thôi. Và cách trung tâm là chỉ khoảng 2 km nha quý anh chị. Đó, thì vị trí này thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà 3 tầng. Căn này thì chỉ mới xây rơi vào khoảng hơn 2 tháng thôi, còn rất là mới. Hoàn thiện nội thất đầy đủ luôn quý anh chị. Đầy đủ lên tới khoảng 90%. Quý anh chị vô là chỉ có ở thôi. Đó, thì căn nhà này thì xây trên cái diện tích đất là 100m², ngang qua 5m và sâu vô trong là 20m. Đó, quay mặt về hướng là hướng Tây và lệch Bắc ha quý anh chị ha. Thì căn nhà này thì anh chủ đang cần nhượng lại với giá rất là tốt quý anh chị, 5 tỷ 9 cho căn nhà này. Đó, thì bây giờ em sẽ vô quay thực tế căn nhà cho quý anh chị xem ha. Cái vỉa hè của mình hình như rộng tới tới cỡ gần 5m nha quý anh chị. Thì vỉa hè này thì mình có thể đậu được xe ô tô trên đây. Vỉa hè này thì được chủ đầu tư người ta ốp đá nè, ốp đá rất là đẹp luôn. Đó. Nhà mình thì kết cấu là một trệt hai lầu. Đó, phía trước mình sẽ xóa một cái sân ô tô rất là rộng luôn. Ô tô này thì mình có thể sậu được một chiếc xe 5 chỗ 7 chỗ thoải mái quý anh chị ha. Đó, mình sẽ chủ làm cho mình một cái bộ cổng sắt sơn tĩnh điện màu đen. Đó, khóa thì rất là chắc chắn luôn quý anh chị. Trụ cổng đồ đổ bê tông rất là chắc chắn luôn quý anh chị ha. Thì cái sân mình thì có cái diện tích là rơi vào khoảng 25m² cái sân này ha, ngang vô 5m, sâu qua 5m là 25m². Đó, sân rất là thoải mái, mình có thể đậu được ô tô và cũng như là xe máy rất là thoải mái luôn. Đó, tường nè, tường bao chủ xây rất là kiên cố chắc chắn ha. Ốp gạch cũng cao nữa. Đó, ở trên có bộ khung sắt, đó, ở trên có tấm cách nhiệt luôn, đó, chống nóng. Đó, ốp gạch xám nè, nhìn rất là đẹp và sạch sẽ luôn. Có cả vòi nước cho quý anh chị có thể xịt rửa xe. Ở dưới góc ốp gạch nền đó, là ốp gạch xám, vân đá. Đó, gạch này thì chống trượt. Đó, thì mặt dựng cái nhà mình nè quý anh chị ha. Anh có thể lùi lùi ra. Đó, thì chủ ốp nè. Gạch này là gạch vân đá quý anh chị ha, gạch vân đá rất là đẹp. Thì bước vô cái khu vực, cái không gian, cái khu vực, cái phòng khách của mình thì đầu tiên chủ sẽ làm một cái hệ nhôm sinh pha. Đó, cửa lùa qua nè quý anh chị, cửa lùa qua. Đó, cửa lùa qua rất là chắc chắn luôn. Rồi bây giờ em xin phép được là vô trong, em quay bên trong thôi quý anh chị ha. Thì căn này thì hầu như là hoàn thiện nội thất là tương đối là đầy đủ. Để em bật mấy cái đèn lên. Đó, đèn CB. Nhà mình thiết kế thiết bị điện luôn, rất là chắc chắn luôn quý chị ha. Bây giờ đây là không gian phòng khách của mình ha. Chủ ốp gạch này, gạch này khổ to nè quý chị. Khổ chắc thì khổ 80 nè.
Gạch này gạch cũng là gạch văn đá màu trắng luôn. Phòng khách rất là rộng quý anh chị ha. Phòng khách này em thấy cũng cỡ đâu tầm 20 hơn 20 mét vuông cái phòng khách. Đó, có cả máy lạnh. Đó, chủ trang bị cả cái máy lạnh cho cái phòng khách luôn. À, rất hiếm có căn nhà nào mà có phòng khách có máy lạnh ha. Thôi đứng lên em. Đó, thì chỗ này chủ có làm cho mình một cái vách lam ngăn cách giữa cái khu vực phòng ga phòng khách cũng như là không gian cầu thang cũng như là khu vực không gian bếp. Đó, cho mình một cái kệ tủ này mình có thể trưng bày những cái vật phẩm phong thủy mình hoặc là những cái gì trang trí lên ha quý chị ha. Chỗ này chủ đổ bê tông một cái tấm vách lên. Thì khu vực này sẽ là khu vực không gian phòng khách cũng như là không gian phòng ăn. Thì ở đây thì nội thất là hầu như là chủ sẽ để lại hết cho mình, trừ một số thứ như là cái tủ lạnh này chủ sẽ mang đi. Rồi cái máy giặt cũng như là cái máy rửa chén là chủ sẽ mang đi. Còn lại là chủ sẽ để lại hết cho quý anh chị luôn nha. Thì liền kề với mình là phòng khách trải dài xuống tới khu vực phòng ăn. Đó, tặng cho mình là một cái bộ bàn ăn là 4 ghế mặt này mặt đá. Đá vân mây nè. Đá đúng rồi. Ghế bọc da 4 cái. Không gian bếp thì chủ cũng trang bị đầy đủ cho mình như là kệ bếp trên, kệ bếp dưới. Có cả một cái bếp từ. Đó. Cái hiệu này khó hơi khó đọc. Đó, nhưng cũng là thiết bị mặt này mặt đá nè, đá này đá vân mây màu trắng nè, nhìn rất là đẹp quý anh chị ha. Đó. Rất là nhiều ngăn kệ tủ cho chị em mà tha hồ là mình có thể là để chén đũa. Đó, ở trên cũng rất là nhiều ngăn tủ luôn, nhìn rất là xịn sò, máy hút mùi đầy đủ ha. Ok. Hé chị ra. Ok thì bây giờ thì em sẽ quay không gian phía sau ha. À, thì phía sau đây thì cái khoảng lùi phía sau thì là 2 mét nha quý anh chị. Lùi ra đây là 2 mét làm giếng trời, thì đây là xây theo tiêu chuẩn của chủ đầu tư á, nhà mình. Diện tích xây dựng là 65 mét vuông. Phía sau đây thì mấy cái máy rửa chén nè, với máy giặt, máy sấy này là chủ sẽ mang đi. Phía sau đây thì chủ có thiết kế một cái nhà vệ sinh bên ngoài nữa nè quý anh chị. Đó, nhà vệ sinh bên ngoài. Đó, làm mà bồ làm dạng treo, còn đây sẽ là bồn cầu. Đó, cái này có vòi sen mấy tắm này cho chưa có vòi sen tắm, chắc giờ mình đổ thêm lắp thêm. Bây giờ mình sẽ đi lên dưới cầu thang này chủ có làm cho mình một cái kệ tủ để mình tận dụng cái không gian dưới cầu thang này, kệ tủ âm vô trong nè để mình có thể để rất là nhiều thứ như túi sách đồ vật phẩm rất là nhiều. Nhà chủ có con nhỏ cho nên là làm cái ngăn này xuống này. Đó. Lên cầu thang. Mặt là cái bậc tam cấp là ốp đá, đá đen ha. Tay vịn bằng gỗ. Đó, mặt kính cường lực. Để lên để bật đèn này. Đó. Cho này có cái này ngăn. Do là nhà chủ có con nhỏ nha. Thì trên này mình sẽ có một không gian, đây là không gian sinh hoạt chung cũng như là cái phòng khách thứ hai trên tầng này không quý chị ha. Anh Hùng ơi, em vô trong mấy cái phòng ngủ em quay được không anh? Dạ dạ. Nhà mình 3 phòng ngủ 4 vệ sinh đúng không anh? 3 phòng ngủ 4 vệ sinh. Thì là hầu như phòng nào cũng có nhà vệ sinh bên trong. Dạ. Đây, vô đây quay cho quý chị xem bên trong. Đèn ở ta. Để em bật máy đèn lên cho nó sáng chứ. Đó, thì qua trước cái phòng ngủ thứ nhất cho quý chị xem ha. Phòng ngủ này đầy đủ nội thất luôn. Giường, nệm, chăn ra, gối nệm đầy đủ. Có cửa sổ để lấy ánh sáng tự nhiên vô nhà nè. Đó là do nhà nào cũng có một cái khoảng lùi phía sau làm giếng trời cho nên là nhà mình là có thể mở được cửa sổ ra bên ngoài. Đó, cho nên là rất là thoáng thôi quý chị ha. Có khung sắt bảo vệ, kính cường lực nhôm sinh pha, cửa được dạng cửa lùa luôn. Đó, có cả cái rèm để mình có thể kéo lại nếu mà nắng vô. Đó, phòng nào cũng sẽ có một cái máy lạnh. Đó, chỗ này có bàn trang điểm nữa nè, có cái ghế rất là dễ thương ha. Rồi từ anh lùi vô trong đây, quay lại cho em coi chỗ này có cái tủ nào quay chủ quý chị xem. Thì những cái nội thất này thì chủ sẽ để lại cho mình ha. Thiết kế rất hợp lý ha, này kệ tủ, này có mấy cái kệ để mình để túi sách, nước hoa. Thì phòng này sẽ là có nhà vệ sinh bên trong luôn nha quý anh chị. Đó, nhà vệ sinh đây. Đó, làm mà bồ, mặt đen.
đá hoa cương, ốp gạch cũng cao trực trần luôn, có cái tấm kính. Cái này không biết à, gương này có đèn luôn. Đó. Bồn cầu rồi có cả cái vách ngăn kính để quý anh chị có thể là mình tắm được đây ha. Vòi sen, máy nước nóng đầy đủ, có cái cửa sổ này. Mở ra hút mùi. Kệ đầy đủ luôn. Nó phòng rất rộng luôn. Giờ mình sẽ qua cái phòng ngủ đối diện ha. Phòng đây sẽ là phòng ngủ đối diện. Cho nên mình có thể làm bộ sofa đây nè. Đó, thì phòng nào cũng sẽ có nhà vệ sinh khép kín nha quý anh chị. Phòng này như rộng hơn phòng bên kia. Phòng này cũng như là đẹp hơn luôn. Phòng này có ban công. Có hai cái rèm luôn nè, rèm dày và rèm mỏng. Đó. Trang bị đầy đủ nội thất. Mình không biết mở cái cửa này sao đây. À, gì đó rồi. Đó, thì phòng này thì sẽ có cái ban công của mình ha quý anh chị ha. Thì mình có thể nhìn lên đây, mình nhìn thấy nè. Bên cạnh mình sẽ là một cái căn, đây là một cái căn cái lô góc này. Đó, kề tức là cái nhà mình là kề một cái lô góc. Lô góc mình chắc là một cái lô biệt thự giống cái căn biệt thự bên kia ha. Đó, cái hướng cái đường này thì thẳng ra đường này là Võ Nguyên Giáp luôn. Thì Võ Nguyên Giáp là cái trục đường kết nối từ trung tâm thành phố Nha Trang. À, đi lên cao tốc Bắc Nam cũng như là kết nối đi lên Đà Lạt các quý anh chị. Đó là trục đường kết nối Nha Trang Đà Lạt. Đó. Vị trí đó thì đi thẳng ra là một hướng để lên Đà Lạt cũng như lên cao tốc Bắc Nam mà hướng về trung tâm ha. Đó. Nhìn quanh khu này, đối diện mình là dãy nhà shophouse, nhà phố thương mại của khu đô thị Mỹ Gia gói 8 các quý anh chị ha. Đó. Rồi vô trong. Cái cửa nhôm xi pha lùa ra lùa vào nè. Nhìn nó rất là rộng luôn. Trong mình có giường sẵn ha. Để bật cái đèn lên. Chỗ này chứ hả? Này đúng không? Đó. Giường ngủ hai cái giường, hai cái nệm luôn. Giường này chắc cỡ mét 8. Phòng này có cái nhà vệ sinh cũng như là có một cái không gian tủ thay quần áo riêng luôn. Đó. Nhà vệ sinh này rộng. Đó, mặt đá đầy đủ. Có vách ngăn kính, có cả cửa sổ luôn nè, dạng cửa sổ lá sắt này, mở lên, mở ra, mở vô, đó, còn có khung sắt bảo vệ, có cả cái rèm luôn nha, nếu quý chị mình tắm mà sợ bị người ta nhìn dòm ngó gì đó thì mình kéo cái rèm lại, đó. Không thấy gì hết, sang xịn mình không quý chị ha, rồi bây giờ mình sẽ lên khu vực cái tầng cuối cùng ha, tầng cuối cùng. Mấy cái bậc tam cấp này ông chủ anh làm đẹp quá ha, mặt đá hoa cương nhìn rất là chắc chắn luôn, biết dày lắm nha, hai lớp gạch hai lớp đá luôn. Thì trong đây thì mình sẽ có một cái phòng ngủ thứ ba. Cái phòng này thì chưa có nội thất, do là gia đình anh ở chỉ có dưới đó thôi, cho nên là cái phòng này để trống, thì quý chị mua về mình có thể set up thêm giường tủ, máy lạnh có sẵn rồi, ở cần lắp máy lạnh có sẵn rồi. Đó, phòng này cũng sẽ là phòng master luôn, cũng có nhà vệ sinh bên trong luôn. Đó, cũng có nhà vệ sinh thì đầy đủ luôn anh, lâm bồ bồn cầu vòi sen, vách ngăn kính tắm, cửa sổ này, rèm và cũng như là khung sắt anh làm để ở, cho nên là anh làm rất là tâm huyết. Đó. Trước em đã từng quay cái này cho thuê nhưng bây giờ anh chủ anh không cho thuê nữa. Nhà mình có hai giếng trời nha, chỗ này là một cái giếng trời. Ha. Và cái giếng trời chỗ này sẽ là ngay chỗ cái khu vực trung tâm, là ngay chỗ cái cầu thang đó. Đây là giếng trời trung tâm này. Đó, anh đi lùi tới đây. Rồi. Quay thấy cái giếng trời không? Đó. Rồi thì trên này thì sẽ có một cái khu vực không gian phòng thờ rất là rộng. Đó, phòng thờ ở đây. Đây quý chị, phòng thờ. Rồi phòng thờ này thì có cái ban công cực kỳ rộng nữa, mình mở ra mình sẽ có một cái view rất là thoáng luôn. Đó thì ngoài này thì chủ ốp cho mình một cái lớp gạch là gạch vân đá nữa nè, gạch sân vườn mà có cái vân đá đá này, này thì không có sợ bị trượt té ha. Đó. Ở trên đây thì mình có thể làm cái bếp phụ ở đây nè, xong mình có thể tổ chức tiệc nướng ăn nhậu ngoài trời ở trên đây cũng đẹp ha, view ở đây rất là đẹp quý chị ha, view nhìn ra mấy căn nhà gói 8 nè, và đặc biệt ở đây quý chị rất nhiều không gian xanh luôn, phía trước mình cũng có mấy rất nhiều cây xanh đó quý chị ha, tạo cho mình một cái không gian sống rất là bình yên cũng như là xanh mát ha, không gian không khí rất là trong lành đó. Đường to nhưng mà nó rất là yên tĩnh quý anh chị ha, nhìn nào quý anh chị bên kia rất là nhiều nhà luôn,
Đó, thì căn này thì hiện tại là hợp đồng mua bán giao dịch sang tên với chủ đầu tư quý anh chị ha. Đó. Đó, này rất là nhiều đẹp đẹp luôn. Quay này. Đây là ở trên này là đổ tắm hết nha quý anh chị. Cần đổ hết luôn. Đó, cửa nhôm xuyên phe 4 cánh rất là rộng luôn. Rồi, căn này thì chủ đang cần nhượng lại toàn bộ với giá là 5 tỷ 9. Là chủ chỉ lấy đi cái tủ lạnh, cái máy giặt, máy sấy với lại cái máy rửa chén thôi. Còn lại là chủ để lại hết toàn bộ giường, tủ, máy lạnh cho quý anh chị luôn. Rồi, 5 tỷ 9 thì giá này vẫn còn thương lượng, thiện chí thì quý anh chị alo trực tiếp cho em. Thì em sẽ dẫn quý anh chị đi xem thực tế rồi mình sẽ có thể, mình thích rồi thì mình có thể thương lượng trực tiếp với anh chủ nhà luôn nha. Em cảm ơn quý chị nhiều nha. Quý chị thấy hay thì nhớ like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho em ăn nha. Và hẹn gặp lại quý chị mình vào những cái video tiếp theo của em ạ.